Ok, xin chào Lộc. Cảm ơn em hôm nay đã bớt chút thời gian để hỗ trợ cho bên ban media của nhà trường thực hiện cái video mà trao đổi với các bạn cựu học viên của nhà trường. Thì lời đầu tiên có thể cho các bạn học viên biết thông tin về bản thân mình, nghề nghiệp hiện tại của em được không? Ok. Thì chào mọi người, mình tên là Nguyễn Phan Lộc, sinh năm 1992, là cựu học viên của trường NIT. Mình trước đây mình có học ở trường mình khóa CP09. Mình học đấy được khoảng 3 năm. Ok. Thế công việc hiện tại của em là gì? Hiện tại mình đang làm giám sát kinh doanh cho công ty cổ phần BKG về mảng điện thoại Bphone. Bphone. Vâng. Ê, trước khi thì thế như thế là trái ngành đúng không? Vâng, trái ngành. Thế thì khi ra trường thì anh được biết là em cũng đã làm cũng một số công ty về liên quan đến về lập trình đúng không? Dạ vâng. Thế thì nguyên do nào em lại hướng là chuyển ngành? Như này ạ. Cũng là có một vài yếu tố. Đầu tiên là lúc mới ra trường cũng theo ngành, cũng làm lập trình một thời gian. Nhưng do cái khoảng thời gian khởi đầu của cái nghề lập trình nó hơi kiểu như là hơi vất một chút. Nó đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm. Tại vì khi ra trường nào, công ty nào vậy thôi, đòi hỏi về kinh nghiệm, phải cứng, cốt phải tốt thì mức thu nhập phải cao được. Nhưng trong khoảng thời gian đó thì mình gặp một vài yếu tố ngoại quan cần thu nhập kinh tế cao hơn. Thứ hai là do gia đình có một vài công việc giới thiệu liên quan đến kinh doanh, cho nên mình chuyển sang làm kinh doanh. Xong làm kinh doanh một thời gian dài rồi, mình nghĩ là bây giờ mình muốn giàu được thì mình phải chuyển sang làm kinh doanh. Phi thương bất phú mà. Không kinh doanh thì không cá lắm được. Đó, như thế. Thứ hai nữa là cái nghề đó nó năng động một chút. Nó năng động, nó cho mình nhiều cơ hội để tiếp xúc với nhiều người, nhiều tầng lớp, nhiều mảng, được đi nhiều nơi. Nói chung là giúp bản thân mình thay đổi nhiều thứ. Vậy thì mình trái ngành như thế rồi, thế thì trong cái quá trình mà làm việc của em hiện tại, thế thì những cái kiến thức mình đã học được ở trường ấy có phục vụ cho công việc hiện tại em được nhiều không? Đã có chứ. Như mình vừa giới thiệu là mình làm bên mảng kinh doanh điện thoại Bphone đúng không? Nó là mảng công nghệ. Ít nhất là khi làm về công nghệ mình hiểu qua về công nghệ trước, hiểu qua về các nhưng nói chung là những chức năng cơ bản của mảng điện thoại trước này, cấu hình lên để làm một cái điện thoại phải cần những cái gì. Sau đó là khi học công nghệ thông tin ấy, nó cho mình một cái kỹ năng mềm để mình tìm hiểu thông tin trên mạng, học các kiến thức mới trên mạng. Nói chung là bây giờ là thời đại 4.0 rồi, mọi thông tin đều có trên mạng hết. Các bạn có thể lên mạng học mọi thứ, học từ xa đều được. Và học các thông tin nó cho mình một cái tư duy logic nhiều hơn. Ví dụ bạn học lập trình thì có một cái logic để mình giải, mình lên viết một cái đoạn code, giải một bài toán đi chẳng hạn, một tờ toán đi, phải có cái tư duy logic đó. Từ cái tư duy logic đó ấy, nó giúp cho mình đầu óc mình linh hoạt thôi. Khi mình gặp khách hay là gặp những cái trường hợp nào đó mình cần xử lý công việc, nó sẽ nhạy bén hơn và xử lý nó công việc sẽ được tốt hơn. Ok, thế thì tránh hỏi một chút là đối với cả cái chương trình đào tạo của nhà trường hiện nay và kể cả so với cái thời mà những năm em học đi, thế theo em thì em có mong muốn là nhà trường có một bổ sung cái gì đó trong cái chương trình đào tạo của mình để tốt hơn không? Bổ sung ạ? Theo em bổ sung thì làm sao cho sinh viên mình thực tập nhiều hơn, có nghĩa là làm thực tế nhiều hơn, cho nhiều project hơn, để họ tự nghiên cứu. Tự nghiên cứu có nghĩa là mình 12 nữa là khi nào có thể là những thời gian đầu mới vào ấy, để mà sinh viên người ta nắm bắt được cái cốt, cái lập trình kiến thức nó tốt hơn, có thể là mình cho người ta làm một cái project. Mình vừa dạy, giáo viên mình dạy đến đâu, bắt học sinh làm đến đó. Làm đến đấy đúng không? Làm cái cơ bản thôi, xong họ tự tư duy, tự phát triển theo cái hướng của mình. Để đi lên một cái bài, lên một cái ứng dụng, một phần mềm cơ bản trước đã. Để họ biết là cái, để cấu tạo một cái web hay là một phần mềm gồm những bước như nào. Từ đó xong họ biết cái cơ bản rồi. Lúc đó thì học sinh viên có thể học để phát triển nhiều, tìm hiểu nhiều cái kiến thức trên mạng sẵn có để phát triển cái chuyên môn, kỹ năng chuyên môn nhiều hơn. Ok. Thế điều gì em ấn tượng nhất khi học ở nhà trường? Thoải mái. Rất là cái môi trường học rất thoải mái, tiện nghi. Giáo viên với học sinh cũng kiểu như là không kiểu như là tạo ra một cái khoảng cách xa quá mà rất gần gũi. Như anh em vậy, cảm giác như anh em rất vô tư thoải mái. Đâm ra là khi mình đến lớp học ấy, mình cái tư tưởng mình thoải mái thì mình học sẽ vào hơn, nó vui vẻ hơn. Còn để mà đến lớp mà gặp giáo viên cảm giác hơi sợ hay là nay phải trả bài như nào đó, nó tạo một cái áp lực đấy gọi là bắt buộc chứ không phải là tự nguyện học. Mà bây giờ càng tự nguyện học bao nhiêu thì tiếp thu sẽ nhanh hơn và học có hiệu quả hơn. Cái kỷ niệm em nhớ nhất khi còn học ở nhà trường là cái gì? Những lần báo cáo. Những lần báo cáo. Ví dụ làm các project đến cuối ngày báo cáo, đến ngày báo cáo ấy. Làm tất cả anh em tụng lại với nhau xem là cái này phải làm như nào, anh làm phần nào, em làm phần nào, xong ai đứng thuyết trình.
Đó, xong đến lúc tổng hợp lại, gộp lại một bài toán, đến lúc chuẩn bị báo cáo rồi nó lại phát sinh lỗi. Thế là cứ cuống cuồng lên làm xong đến lúc báo cáo, lúc thầy cũng hỏi và kiến thức này em lấy ở đâu, em tại sao lại ra như này. Đấy, một, cái project này em làm đấy rồi phải làm các bước em làm như nào ấy, các bước để tạo nên cái project này như thế nào. Đó, xong rồi mình diễn giải cho thầy nghe thôi. Không, chính là những cái mà đề tài làm thế là mới giúp chúng ta khôn lên được nhiều, đúng không? Đúng rồi, có nhiều cái kỹ năng, vâng. Kỹ năng làm việc nhóm này, đúng không? Bởi vì trong một cái đề tài như thế thì mỗi người một việc. Nên nếu mà em chỉ chuyên được một cái mà em không biết kết hợp với cả những người xung quanh thì không thể sau cái đề tài, đúng không? Vâng. Rồi, ok. Thế thì hôm nay tôi cũng rất là cảm ơn em là cũng bớt chút thời gian để mà hỗ trợ cho nhóm Media hoàn thành xong cái video này. Và cũng xin chúc em luôn luôn mạnh khỏe này và thành công hơn nữa trong công việc và cuộc sống. Vâng, em cảm ơn. Ok em. Vâng. Mình có một lần vài chia sẻ với các bạn tân sinh viên mới. Thì khi đã theo đuổi cái ngành công nghệ thông tin này, thì yếu tố đầu tiên các bạn cần có là phải đam mê trước. Đam mê. Chứ đừng theo đuổi cái ngành công nghệ thông tin vì thời sinh viên mình, thời học sinh mình hiểu là đam mê game thì không được đâu. Phải đam mê công nghệ. Tại vì đầu tiên ấy là bây giờ là thời đại 4.0 rồi, cái gì có công nghệ đều tốt, đều có cơ hội để phát triển. Thứ hai nữa là cái ngành công nghệ thông tin là lập trình kiếm tiền dễ cực, lương cao lắm. Đó, khi mà lên tầm khoảng leader rồi thì lương ít nhất khoảng 15 triệu tính tiền Việt đấy nha, 15 triệu đến 20 triệu là lương cơ bản thôi đấy, còn chưa tính lương dự án đâu. Đó, nên là cố gắng học, đừng mải chơi quá. Đó, okay, ok, rất là cảm ơn Lộc.